Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với hơn 200 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh này, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác. Tạm giữ hình sự 5 người, gồm Phạm Văn Vĩnh, 32 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Quang, 39 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang, Dương Hồ Vũ Em, 34 tuổi, trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trọng Tấn, 37 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Quốc Cường, 45 tuổi, trú Quảng Nam. Theo điều tra, Vĩnh liên hệ một đối tượng ở nước ngoài không rõ lai lịch, lấy tài khoản cá cược Master GJD 20F với hạn mức tín dụng 200.000 điểm và tài khoản cá độ bóng đá Spo với hạn mức tín dụng 100.000 điểm từ Vũ Em để tổ chức cá cược bóng đá từ các tài khoản này, Vĩnh chia nhỏ thành 11 tài khoản đại lý cấp dưới, rồi giao cho Quang, Cường, Tấn, Quản lý, tổ chức cho các đại lý cấp thấp hơn để các con bạc ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam và các tỉnh lân cận khác cá cược. Từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 200 tỷ đồng. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn của Vĩnh, nhiều điện thoại, máy tính sách tay và hơn 7.000 trang tài liệu liên quan phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã di lý những người này từ thành phố hồ chí minh về công an tỉnh quảng nam